Em thấy kính này anh đeo sao? Đẹp không? Dạ đẹp lắm anh. Auto trả lời đẹp. Trả lời thiệt coi. Đẹp anh, tại vì đẹp. Mấy cái viên kim cương nó lấp lánh. Ừ. Trả lời có chiều sâu. Không mà đẹp thiệt mà. Cái này không phải là em khen đâu mà rất nhiều khách hàng khen rồi. Nên là khi mà cái kính này anh làm cho một vị khách hàng và việc hành đó đã đặt cho rất nhiều người trong gia đình, từ anh em đến bố và bây giờ đến mẹ và đến những người quen biết ở các nước luôn. Nói chung là Bắc Nam thì đưa kính mẫu đang đeo và yêu cầu thực hiện y chang như vậy, làm hai cái, một cái là y chang kích thước, một cái là kích thước to hơn. Còn bác gái thì đưa một cái như thế này và yêu cầu mặt phía trước là làm y xì như là cái hai bên gọng kính, thì làm y chang mẫu Kỳ Lân đang đeo nè. Vậy thì khi mà quý khách có bất kỳ nhu cầu về những chiếc kính muốn trở nên theo ý mình, độc bản theo ý mình và cá nhân hóa theo sở thích của mình và phục vụ vào cái mục đích sử dụng của mình, hãy liên hệ với Kỳ Lân Luxury để Kỳ Lân thực hiện những chiếc kính được chế tác từ vàng nguyên khối AOB50 và những viên kim cương hột xoàn theo ý muốn của quý khách, để cho chiếc kính trở nên đẹp hơn, đeo thời trang hơn và những cây trồng kính chất lượng nhất để phục vụ tốt cho mắt và đặc biệt là giá trị tài sản. Kỳ Lân phục vụ đến tất cả quý khách sở thích, cảm xúc và sự sang trọng đẳng cấp thượng lưu. Một lần nữa Kỳ Lân trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân trong những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu. Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công.